Sếp Hải ơi, anh có thể chỉ cho em một câu trả lời hay khi cờ rút hỏi câu trả lời hay khi cờ rút hỏi khó không ạ? Cờ rút em hỏi là anh yêu tôi như vậy, anh sẽ làm gì để chứng minh anh yêu tôi? À, con bé nó hỏi bố của khó luôn. Bạn này tên là Đỗ Ngọc Tiến. Bạn này Michael trả lời giúp anh mấy câu này hơi khó. Bạn này chắc chỉ 20 thôi, à, chưa đóng phát nào. Đấy, đấy, nghe là đấy, biết. Nhưng đấy, mà chứng minh mà. Đấy, nhưng mà cờ rút này đây là đang bật đèn xanh đấy nhá. Đang bật đèn xanh đấy là muốn là, nhưng mà nó dùng cái từ tôi này, không phải đèn xanh. Tôi đèn vàng. Đèn vàng, đèn đỏ. Cảnh báo. Cái này đỏ. Anh yêu rồi tôi đúng như vậy nó phải bình thường. Nếu anh yêu em như vậy hỏi như hỏi tung ấy mà bố. Hỏi mẹ nó như thế này, dùng từ tôi rồi. Nhưng mà đấy một lời gợi ý đấy. Bây giờ anh yêu tôi như thế thì anh làm gì đi? Đúng rồi. Thì tôi thích cái này nè. Đấy. Thôi, lại là chắc chưa 20 tuổi. Chắc chưa 20 tuổi. Và nên mới hỏi câu đây. Có hai cách để chứng minh tình yêu. Một là bằng lời nói. Vâng. Hai là anh hành động. Anh xin. Lời nói bây giờ thì phải đéo anh tin. Đéo anh tin. Nói luôn em. Em có nói 1000 câu yêu YouTube, em. Nó lên YouTube nó bật rồi nó nhanh. Nó cũng đéo tin là em yêu nó. Chỉ có hành động thôi. Đấy. Hành động như sau. Em đưa nó ra one way. Đập cái iPhone 11 vào mặt. Đập cái iPhone này vào mặt nó, 11 này vào mặt nó, mà cầm lên mà dùng đi. Đấy. Cút mẹ mày về. Cút mẹ mày về. Về kia nằm dạng chân ra nhá. Anh thanh toán cho anh về ngay lập tức. Không nói nhiều. Đập mẹ cái điện thoại cũ đi cho anh. Đấy là cách chứng tỏ tình yêu vô cùng tuyệt vời mà lại thiết thực. Hai hành động đi liền nhau. Một hành động là mua bán, một hành động là tăng chất xúc tác. Tăng chất xúc tác. Trao đổi chất. Trao đổi chất đấy, cũng hành động trao đổi chất đấy. Michael, anh nghĩ em thấy có hay không? Mà đúng mẹ bố của hai. Đúng rồi, để chứng minh một tình yêu không vụ lợi, không toan tính, không động chạm đến vật chất, các bạn hãy đến với OneWay Mobi. Đấy, OneWay thì cam kết rằng rẻ nhất Tuấn, Hà Nội. Rẻ nhất Hà Nội. Vâng. Dùng thử 30 ngày. Dùng thử 30 ngày. Đổi trả 10 bảo hành 12 tháng. Bảo hành 12 tháng. Và khi mua là thích được, là đổi trả. Thích là đổi, không cần lý do. Và khi mua còn được tặng kèm phụ kiện đầy đủ. Đúng rồi. Đó. Và ngoài ra, bác đã dự đoán chưa? Bác cơ. Bố chưa phải rồi. Ô kìa chị cơ. Chị ra OneWay chưa? Tôi phải tham gia ngay thôi. Chị đang cầm cái điện thoại của tôi đấy. Xong chương trình nhớ giả. Xong chương trình nhớ giả tôi. Vâng. Rồi các bạn. Vâng, và các bạn mặt à. Thế thì dạng dạng tay ra đi. Đập vào mặt cho dễ. Ok.